Thưa quý vị, Việt Nam là một trong bốn nước chịu ảnh hưởng lớn nhất của hiện tượng khí hậu cực đoan trong hai thập kỷ trở lại đây. Tại Việt Nam thì mỗi năm thiên tai cướp đi mạng sống của 466 người, thiệt hại trên 1,5 tỷ đô la Mỹ, tương đương với 1,5% GDP. Là nước chịu nhiều thiệt hại của thiên tai, tuy nhiên, người dân Việt Nam lại thiếu các kỹ năng để bảo vệ bản thân trước mối nguy hại này. Và để nâng cao nhận thức và kỹ năng của bà con về phòng ngừa và ứng phó với thảm họa thiên tai, một buổi diễn tập tình huống phòng chống thiên tai đã được diễn ra tại xã Cúc Phương, huyện Nho Quan của tỉnh Ninh Bình. Là xã vùng cao thuộc huyện miền núi Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, hàng năm Cúc Phương hứng chịu trung bình 6 trận lũ lụt, khiến cho sinh kế của bà con sống chủ yếu bằng nghề nông chịu thiệt hại nặng nề. Các hoạt động diễn tập sơ tán dân đến nơi tránh trú an toàn, sơ cứu cho người dân gặp rủi ro trong thiên tai được tái hiện một cách thực tế từ chính bà con người dân tại xã Cúc Phương. Khi là không chưa có chương trình tập huấn này, chúng tôi gặp khó khăn rất nhiều mà lúng túng khi bão mưa gió về là chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn vì lúng túng chưa có kinh nghiệm để mà sơ tán gia đình hay là các người dân trong thôn. Qua cái buổi tập huấn ngày hôm nay thì chúng tôi cũng rút ra cái bài học và cũng tự tin hơn và khi bão lũ về để chuẩn bị sơ tán gia đình và đồ đạc vật dụng. Mình diễn tập cho cấp thôn thì các trưởng thôn thì đây là lần đầu tiên họ được tham gia diễn tập, thì nếu như mà diễn tập thành xảy ra ở thôn thì họ phải làm gì với cái hỗ trợ chỉ huy, hỗ trợ cho dân và về cái hậu cần, về vật tư họ cần cái gì, năng lực để họ ứng phó đối với họ là gì. Buổi diễn tập do Quỹ hỗ trợ chương trình Dự án An sinh xã hội Việt Nam AFV tổ chức hướng đến nhóm đối tượng người khuyết tật, những người dễ gặp rủi ro và khó có khả năng ứng phó với thiên tai. Với cái nội dung nhằm là hỗ trợ giúp đỡ cho người già, người trẻ em và người khuyết tật trên địa bàn thôn. Mục đích là giúp cho người khuyết tật khi có diễn biến về mưa lũ hoặc là thiên tai xảy ra thì các cái lực lượng xung kích phải biết cách ứng cứu để đưa người khuyết tật cũng như người già trẻ em để đi tránh trú nơi an toàn và đảm bảo an toàn tuyệt đối sức khỏe cho người khuyết tật. Cái buổi tập huấn hôm nay để nâng cao về kỹ năng phòng tự bản vệ chăm sóc lấy mình và hai nữa là giúp đỡ trong cộng đồng, ví dụ như khi lũ bão ngập úng thì những lực lượng thanh niên rồi những người khỏe có thể giúp đỡ những người tàn tật để người ta không bị xảy ra những cái sự cố đáng tiếc xảy ra. Sau thiên tai, công tác tiêu độc khử trùng, khắc phục hậu quả môi trường cũng là một nhiệm vụ quan trọng mà buổi diễn tập đưa ra. Buổi diễn tập đã giúp cho người dân vùng quê này có thêm những kỹ năng cơ bản để đối phó với thảm họa thiên tai. Và đây cũng là những kiến thức hữu ích cần được nhân rộng.